Những ngày gần đây, tin đồn Sắc Bình ngoại tình khi Phương Oanh đang mang thai đã gây xôn xao dư luận. Dù người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận nhưng netizen vẫn không ngừng bàn tán. Sắc Bình và Phương Oanh là cặp đôi luôn nhận được nhiều sự quan tâm chú ý từ công chúng kể từ lúc công khai hẹn hò cho đến khi kết hôn. Từng nhận phải vô số chỉ trích, cặp đôi dần lấy lại cảm tình từ công chúng nhờ cuộc sống vợ chồng hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Sau khi Phương Oanh sinh cặp song sinh xong, những tưởng sẽ không còn ồn ào đời tư nữa thì những ngày qua, dân tình dần dần trước tin đồn Sắc Bình cặp kè với một á hậu được cho là Hoàng Kim Chi. Sự việc ngày càng bị đẩy đi xa khi nhiều cư dân mạng vào hẳn trang cá nhân của vợ chồng Sắc Bình và Phương Oanh để chất vấn. Sáng ngày 21 tháng 7, vị cá mập đã chính thức lên tiếng về tin đồn trên. Nam danh nhân cho biết, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa bao giờ biết hay quen ai tên H, A, C. Một số trang đưa tin vô căn cứ, tôi mong mọi người không bị dẫn dắt bởi tin giả, bài viết chiêu trò núp bóng ẩn danh. Sắc Bình cho hay, anh quyết định lên tiếng vì cho rằng, đây không chỉ là câu chuyện của anh mà là vấn đề nhức nhối của xã hội khi tin giả lộng hành và nó có thể hạ bệ bất kỳ cá nhân hay doanh nghiệp nào, đặc biệt là những người có tầm, có sức ảnh hưởng. Mạng xã hội hiện nay luôn là công cụ để lan truyền tin giả, công chúng ở mọi tầng lớp và độ tuổi lại hay bị dẫn dắt, thao túng theo những tin như vậy. Những thông tin vu khống, bịa đặt, thất thiệt, không có kiểm chứng được lan tỏa sâu rộng có thể hại cả một người tử tế hoặc một doanh nghiệp. Thật sự, rất nguy hiểm. Điều này cũng dấy lên một vấn đề là cách quản lý của thông tin truyền thông đối với các thông tin trên mạng xã hội. Cần có những biện pháp kiểm soát, ngăn chặn, Sắc Bình cho hay. Sắc Bình cũng chia sẻ thêm rằng nhiều bạn bè đã khuyên anh nên nhờ pháp luật can thiệp để làm rõ xem ai đứng sau gây sóng gió. Dù sự việc ảnh hưởng đến công việc và người thân nhưng nam doanh nhân lại không muốn làm như vậy. Anh cho biết bản thân lựa chọn bỏ qua vì tin luật nhân quả và cũng không muốn liên quan đến người cố tình tung tin chiêu trò. Trước đó, dù đã lên tiếng phủ nhận, tức giận vì tin đồn sai sự thật, Hoàng Kim Chi vẫn hứng chịu nhiều bình luận khiếm nhã, từ khóa liên quan đến sự việc cũng lọt tìm kiếm phổ biến. Ngay sau khi Sắc Bình lên tiếng, Hoàng Kim Chi chia sẻ lại bài đăng trên TikTok cá nhân của mình kèm dòng chú thích, mời các bác đọc tin giúp em. Xin cảm ơn, trước đó, người đẹp cũng đã có những chia sẻ về tin đồn này. Hoàng Kim Chi nói rõ về việc bị đồn làm người thứ ba của Sắc Bình, chuyện tình cảm nhà người ta lôi tên mình vào làm gì. Bây giờ lên mạng dễ đặt người khác vào drama để câu views vậy à? Năm ngoái mình không lên tiếng vì mình chỉ muốn tập trung cho việc học. Vừa mới comeback được 2 tuần thì lại lôi mình vào những drama không liên quan, quá mệt. Hoàng Kim Chi sinh năm 1997, đến từ Quảng Trị. Cô theo học ngành địa lý môi trường tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài danh xưng Á hậu, Kim Chi còn được biết đến là một TikToker nổi tiếng. Bên cạnh tham gia một số show truyền hình như Người ấy là ai, Chọn ai đây, Kim Chi cũng ghi danh ở Miss Grand Việt Nam 2022, Hoa hậu Hòa bình 2022 và sau đó là Miss Earth Việt Nam 2023, Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2023. Chung cuộc, cô giành ngôi vị Miss Five, tương đương danh hiệu Á hậu 3 tại cuộc thi. Sau đó, Kim Chi tham dự Miss Eco International 2024, Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024.